Vị thân mến, tại Thẩm mỹ quốc tế Bali thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khách hàng. Trong số đó thì có câu hỏi, ở độ tuổi 30 quý vị khách hàng có làm được công nghệ thương mát FX không? Và chúng tôi xin trả lời là công ở độ tuổi 30 thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ thương mát FX. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt trong phòng trẻ hóa công nghệ cao của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Bác sĩ thì đang làm liệu trình thương mát FX cho một vị khách hàng. Chúng ta hãy cùng xem là chị khách hàng đã làm tới đâu và kết quả như thế nào nhé. Hôm nay thì chị khách hàng của chúng ta từ trong Sài Gòn ra và năm nay chị đã 30 tuổi rồi. Thì cũng như giống như câu hỏi của quý vị đặt cho Thẩm mỹ quốc tế Bali, chúng tôi sẽ gửi lời tới câu trả lời cho quý vị khách hàng ngay trong livestream này đây ạ. Thì chị ơi, trong quá trình làm chị có thấy thoải mái không ạ? Thấy thoải mái, làm đang sướng mà dần dậy. Thì bây giờ bác sĩ sẽ cho chị xem cái kết quả nửa mặt của mình. Và quý vị thân mến, quý vị cùng theo dõi livestream hãy xem là cái kết quả nửa mặt của chị nó có khác biệt không nhá. Đó, chị cảm thấy kết quả của mình như thế nào ạ? Trời, giống như là người hai mặt vậy đó. Chỗ này là 20 tuổi, này là 40 tuổi. Rất là trẻ, rất là đẹp rồi đó. Rất là đẹp rồi đó. Chị có thể thấy là cái phần rãnh rồng của chị, cái bên làm rồi thì nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Và hiện tại thì chỉ là kết quả của 30% thôi. Vâng ạ, xong 3 tới 6 tháng nữa. Đang luôn đây chị. Đang luôn lắm đúng không ạ? Thì quý vị thân mến, nếu mà quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại ngay trong livestream để bác sĩ có thể giải đáp cho quý vị khách hàng nhé. Đó, thì vừa rồi chúng ta đã được xem cái kết quả nửa mặt của công nghệ thương mát FX 4.0 đối với vị khách hàng năm nay 30 tuổi của chúng ta. Và quý vị cũng có thể xem lại cái kết quả cả mặt của chị đây ạ, chúng tôi đã ghi lại đây. Đó, quý vị có thể thấy là cái gương mặt của chị thì da, cái nền da nó bị sạm đi rất là nhiều và bị trùng nhão nữa. Cái rãnh rồng thì khá là sâu. Và sau khi làm nửa mặt thì nửa gương mặt của chị đã căng trẻ hơn rất là nhiều rồi. Chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh chân tới với Thẩm mỹ quốc tế Bali để chúng tôi có thể trẻ hóa cho quý vị với công nghệ thương mát FX tại địa chỉ 463 Kim Mã, Bình Minh, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể gọi điện qua hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch và tư vấn nhé. Xin chào và gặp lại trong những livestream lần sau.